Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay là chủ nhật, mình thường thường mình ra chủ nhật mình enjoy cái vườn của mình. Thì hôm nay là mình bắt đầu mình coi cái sen, bữa nay là tháng 6, 20 mấy tháng 6 rồi. Mình làm riêng mình cũng quên ngày luôn, mình không biết ngày gì. Thì mình thấy sen của mình bắt đầu nó ra nụ rồi. Mình để vô quay cái zoom là cái sen này cho quý anh chị coi. Bữa nay mình sẽ quay cái vườn của mình. Thì khi mình chiếu cho quý anh chị sửa xe nhiều quá, quý anh chị câu hoài nó chán, nó nhàm quá. Giờ mình chiếu qua cái giường của mình thay đổi một tí không khí cho nó trong lành. Đây là cái nụ sen nó đang ra. Đó, đây là cái nụ sen. Thì trong vòng một tuần nữa, một lát nữa mình sẽ bỏ phân. Thì khi mà mình bỏ phân á, là mình bỏ nhét ở dưới đó, xong rồi cho nó lên phân. Bữa nào mình cũng làm cái video mình bỏ phân này, mình chia sẻ với quý anh chị một tí. Ok, bây giờ mình chiếu sen sơ sơ thôi. Bây giờ ra mình đi vòng vòng cái vườn mình. Thì mình cố gắng mình làm cái video này khoảng chừng 8 phút thôi. Để mình bấm cái timer lên. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ quay cái vòng vòng cái sau vườn của mình cho quý anh chị coi. Đây là cái dàn mốp mình mới làm cho bà xã mình. Đó, có hoa đồ rất là đẹp. Cho nên sáng chủ nhật mình ra đây mình uống cà phê. Mình ngồi mình uống cà phê với bà xã mình. Xã mình trồng rau xà lách rồi nè. Treo lủng lẳng rồi. Bây giờ mốp thì chưa lên mà rau xà lách thì nhiều. Cái này mà xà lách này mà quý anh chị ăn xà lách thì rất là ngon. Cái dàn mốp chưa có mốp, chưa có bầu bí gì hết, đợi bầu bí là chắc mùa đông tới mới có. Giờ mà bầu bí mà nó treo đầy vàng là chắc không phải tháng 9, tháng 8. Anyway, ok, xong bây giờ mình đi ra đây, mình đi vòng vòng mình cho quý anh chị coi. Đây là cái vàng mồng tơi của mình, cải mồng tơi. Đây mình zoom lại cho quý anh chị coi. Đó, mồng tơi rất là đẹp. Đây là rau dấp cá mình trồng vô cái chậu này. Lấy cái vỏ xe mình cắt ra mình làm cái chậu, mình trồng rau vỏ dấp cá nhìn cũng ok lắm. Nè, cho quý anh chị coi. Ok, đây là rau dền. Ok, rau dền rất là bổ. Ok, bây giờ mình đi ra cái nhà kiến của mình. Ok, quý anh chị, đây là cái nhà kiến của mình. Bây giờ bắt đầu có rau muống rồi nè. Bà xã mình trồng rau muống giờ nó lên quá trình quá đất nè. Không, cho mình cho quý anh chị coi nè. Rau muống rất là tốt nha. Mốp hình như mình trồng ở ngoài nó mau lên, trồng trong nhà kiến nó mau lên hơn là ở ngoài nha quý anh chị nha. Mình thấy cái thằng này nó lên nè, mà ở ngoài nó chưa có lên mấy. Ở ngoài nó lên rất là chậm, lắm mình quay ngoài cho quý anh chị coi. Thấy không? Hãy mình zoom gần lại cho coi cái nhà kiến. Mình chuẩn bị mình sẽ làm thêm một cái cell ở trong cho bà xã mình để đồ cây rồi mùa đông. Đó, cải bề xanh là ăn là bắt ngát luôn. Cái này là mình làm bánh xèo ăn là ngon lắm đó. Cuốn bánh xèo. Ok, cải rất là to và tốt, tươi tốt. Rồi, bên này bên đây. Để mình zoom từ từ qua cái camera. Mình không muốn mua cái camera lẹ quá, sợ nó nhức đầu. Đây là phần bên đây rau. Ở đây cũng là lau cải rồi thôi, trồng như thưa thôi. Ở kia là cái bạc hà đã nằm ở góc kia, bạc hà đang lên. Để mình zoom gần cho quý anh chị coi cái bạc hà, mình cũng trồng bạc hà luôn. Nói là quay, để mình cầm cái camera là bé rồi. Ok, cải bà xanh. Đây là cái cây mình đang trồng cho nó leo này. Cái này như ra kinh giới là phải.
bên đây là Dentimia Lion, là cái cỏ dại, cái này ăn rất là tốt. Cái này gọi là Dentimia Lion, cái này ăn salad vẫn được. Cái này mình ăn rất là ngon. Còn cái này là Tito của Nhật, màu xanh. Còn cái kia là bạc hà. Cái nhà kiến này rất là nóng, ở trong đây hiện giờ ở ngoài là 30 độ mà ở trong đây là khoảng 30 mấy độ, rất là hầm. Sau giường bây giờ mình quay tới thì đây có salad, ở xã mình trồng mấy cái chậu salad, mình trồng những gì coi. Cái này một cái là quế. Đó mình bước cho mình ăn phở, nấu phở, ăn phở luôn. Đây là cái cây đỏ maple. Ở xã mình trồng cái cây cà tô ma, cây cà chua, trồng ngược đầu lên, trồng chỗ này. Chơi ngược chúng ta. Đây là cúc đá luôn. Đây cũng mấy bồ luôn. Đó, đây là mốt của mình, là bầu dần bí, là vàng có rồi mà bầu bí thì chưa có. Bầu bí trời. Nước chảy rồi, cho nó relax, cho lấy cái bịch. Cái vàng này là mình làm nha các anh chị. Làm rất là dễ, mình cắt một cây về 2x4, 2x6, 4x4 đó. Bắt bù lon cái cây này qua cái kia cho nó chắc. Chứ đừng bắn đinh nha. Cái này bắt bù lon nó chắc. Cây này là cũng cây kiển luôn. Cây, cây này cũng là rau luôn. Cái rau này cũng nhiều lắm. Đây là rau dền. Chiều nay có thể nấu được cái nồi canh rau dền. Rồi bây giờ 8 phút là video là mình chuẩn bị kết thúc cái video này. Thì ra mình chào quý anh chị là tôi là xong. Cho quý anh chị coi một vòng cái nhà kiến nha. Ok, mình quay sơ một cái vườn nha, cái này cho quý anh chị coi nữa là mình ra mình chào quý anh chị là coi như xong. Rồi mình cũng có mấy cái cây này là mùa đông mình định trôi nè. Câu hoa đầu treo lủng lẳng, nhưng mà xã mình mới làm mấy cái cây này. Màng đầu treo, đất cây dữ dằn. Hoa rẻ này que luôn, đây là còn có bông súng này, cho quý anh chị coi cái bông súng. Trồng bông súng trong chậu nè. Ra được bông rồi nè. Là súng. Qua súng, qua sen chưa có, coi đổi qua súng, có tre nữa mà, mình đây cũng có trồng tre luôn. Ok, đây có trồng ớt nữa nè, ở xã mình trồng ớt trong chậu nè.
Hay là ớt có trái rồi. Rau rất là nhiều. Ok. Cảm ơn quý anh chị và các bạn rất nhiều đã dành chút thời gian để theo dõi cái video của mình. Hẹn nhiều quý anh chị và các bạn lại cái video tới. Ok, cảm ơn rất nhiều. Bye.